Hello, xin chào anh chị và các bạn. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu anh chị và các bạn một cái dòng máy mà cắt cỏ dùng cước của thương hiệu Makita, sử dụng pin luôn nha. Với mã sản phẩm là DUR192Z ha. LZ thì mã này thì không bao gồm pin với sạc ha các bạn ha. Thì có phụ kiện kèm theo như là ba đeo, mắt kính và ốp trắng ha. Ốp trắng để chống cỏ thì mình ấy thì mình cắt thì nó không phải văng vô người của mình ha. Rồi, với lực giác ốc vít thì được tặng kèm đây. Con này có thể tháo rời như hãng đây. Hãng này tháo rời để dễ dàng vận chuyển và lắp đặt ha. Rồi, tiếp tục đó nữa thì tới phần thân. Phần thân thì phần đầu chứ. Như phần đầu như các bạn đã thấy đây. Phần đầu thì được in logo Makita chạm nổi rất là đẹp ở hai bên. Và đây là một phần motor của máy luôn nha các bạn ha. Đó, phần ống dẫn đây. Ống dẫn thì được làm bằng hợp kim nhôm, nó rất chịu nhiệt rất là tốt. Chịu va đập rất là tốt luôn. Với phần thân vỏ thì được làm bằng chất liệu nhựa rất cao cấp đến từ Makita. Bộ phận này là bộ phận để gắn pin nha. Con này sử dụng pin 18V với công tắc bóp thoát khói an toàn. Và phần thân được làm cốt cao su để chúng ta cầm nắm không sợ trên đường tay, với hai cấp độ ha. Cấp độ 1 với 4.500 vòng, cấp độ 2 với 6.000 vòng, nên nó rất là mạnh ha. Sử dụng pin 18V, nếu mình dùng pin 18V 5.0A nữa thì con này xài rất là tuyệt vời các bạn ha, rất là tuyệt vời và sử dụng rất là lâu. Đây bộ phận motor có đây, rất là đẹp ha, nhựa cao cấp luôn nha. Rồi, nếu các bạn có thắc mắc hay muốn tư vấn thêm về cái dòng máy cắt cỏ mà dùng pin này thì hãy liên hệ tới số điện thoại chỉ cần đường link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay thì để lại một like, một subscribe để có động lực review những cái sản phẩm chính hãng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau.